Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cà chua bi. Cà chua bi còn được gọi là cherry tomato, đây là loại cà chua trái nhỏ, quả hình tròn hoặc dài, màu đỏ, quả đều nhìn rất đẹp. Cà chua bi tuy quả nhỏ, ngọt hơn cà chua thông thường, cà chua bi rất dễ trồng, quả rất sai, có thể trồng được quanh năm, sai quả, giá thành gấp 2-3 lần so với loại cà chua thông thường. Cà chua bi tại nông sản Dũng Hà được trồng theo quy trình đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng nhất. Đôi nét về cà chua bi nhỏ hơn nhiều so với cà chua thường, nhưng nó có vị ngọt, ăn rất giòn và tươi mát hơn, nên cà chua bi còn được nhiều người dùng để ăn sống giống như một loại trái cây sạch. Cà chua bi giúp cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và chúng còn được sử dụng để làm đẹp da, giúp xóa các vết nám, tàn nhang đen trên mặt, giúp chống lão hóa và phòng chống ung thư. Ngoài ra, cà chua bi còn được sử dụng giống như một loại gia vị dùng để chế biến nhiều món ăn ngon trong gia đình. Nó thường được dùng để làm nước sốt, tạo màu, nấu nước lẩu hoặc dùng để trộn salad. Cà chua bi còn có thể chế biến thành nhiều món ngon và tốt cho sức khỏe. Mình có thể gợi ý cho một số món ăn từ cà chua bi. Rửa sạch tất cả nguyên liệu rồi để ráo. Vắt lấy nước một trái chanh cho vào chén. Thêm vào 2/3 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường, một trái ớt cắt nhỏ, cho vào tô gồm xà lách, cà chua bi, dưa leo và ngò dí cắt nhỏ. Mài vào tô vỏ 1/2 trái chanh, dưới nước trộn vào và trộn đều lên. Món salad có độ giòn ngọt tươi từ dưa chuột, cà chua bi thì mọng nước chua nhẹ hòa quyện cùng sốt trộn chua ngọt thơm ngon. Bạn có thể ăn kèm cùng trứng luộc để tăng thêm hương vị cho món ăn nhé. Món tiếp theo là salad cà chua bi thịt gà. Vị thơm ngon béo ngậy của thịt gà cùng vị chua chua của cà chua bi rất đưa cơm, lại cực kỳ vừa miệng đối với bất cứ ai. Đầu tiên, bạn lấy 35ml giấm balsamic, 35ml dầu ô liu nguyên chất và 2,5g muối, 2,5g tiêu đen và ngũ vị hương tùy thích trộn đều trong một bát vừa phải. Tiếp đó, ướp gà cùng với nước sốt, rồi cho chúng vào một túi kín khi ướp, trong khoảng 4 tiếng đồng hồ cho gia vị đều hẳn. Cà chua bi bỏ vào khay nướng, rắc đều lên trên một chút muối và tiêu rồi đem đi nướng trong lò khoảng 10-15 phút. Tiếp tục nướng gà cho đến khi chín, cắt thành lát mỏng ăn kèm với cà chua bi nướng sẵn, rắc format, dầu giấm lên thành phẩm để gọi dậy mùi thơm món ăn từ cà chua bi. Món salad gà nướng rau mầm với đầy đủ màu sắc của cà rốt, bắp cải tím, cà chua bi và rau mầm trông cực kỳ hấp dẫn. Khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được ngay vị ức gà mềm mịn thấm đẫm sốt. Đây chắc chắn sẽ là món salad trộn tuyệt vời mà nhất định bạn phải làm cho gia đình cùng thưởng thức nhé. Vậy có thể mua cà chua bi ở đâu? Trên thị trường có rất nhiều nơi bán cà chua bi kém chất lượng chính. Vì vậy hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về nông sản Dũng Hà chuyên cung cấp thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe. Bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại 1900986865 hoặc web nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết. Hãy subscribe nông sản Dũng Hà để biết thêm những thông tin bổ ích.